đôi khi mình mới thấy được rằng là như Thuận bận rộn thì Thuận lại có mẹ, hoặc là như bản thân những trong gia đình thì chúng ta nhiều cái mày râu lại có bà xã hay là có người phụ nữ, thì thực sự ra mà nói Tết, hình ảnh Tết luôn gắn liền với người phụ nữ rất là nhiều. Nào là phải đảm đang từ trước Tết là đã phải chuẩn bị trang hoàng nhà cửa rồi sạch sẽ gọn gàng rồi, rồi 23 là cúng ông táo về trời, rồi sau đó là chắc các ngày Tết là cũng phải cúng rồi, đồng thời nữa là chúng ta cũng phải chuẩn bị những cái quà cáp nội ngoại hai bên. Nên thực ra phụ nữ Mai biết là có rất nhiều cái áp lực. Mai có đọc một cái thống kê ở bên Hàn Quốc chẳng hạn, là đến những cái dịp mà lễ hội như vậy thì cái tỷ lệ người phụ nữ ở Hàn Quốc bị viêm bàng quang nó rất là cao, là bởi vì có cái áp lực nó dẫn đến trường hợp là người ta có những cái vấn đề như vậy. Thành thử ra mà nói thì Mai tin rằng có thể là ở Việt Nam đâu đó chúng ta cũng có những cái áp lực như vậy. Trước khi làm cái chủ đề này thì Mai cũng lên mạng để xem các chị em phụ nữ cũng có những cái quan điểm như thế nào, thì thấy là có người thì rất là thích Tết, nhưng mà rất là nhiều chị em phụ nữ bảo từ khi mà lấy chồng tới bây giờ là sợ Tết, là bởi vì Tết là nào là phải trước đây thì còn được mẹ phụ giúp, còn bây giờ mà qua đến nhà chồng thì tự nhiên mình trở thành một cái người gắn vác, vì con dâu trưởng mà lo lắng rồi dọn dẹp nhà cửa rồi cơm nước, rồi trước đó là phải chuẩn bị mà nào là tắc rồi tắc mất mất nè, rồi sau đó là bánh chưng bánh tết rồi cuối năm rồi dọn dẹp cúng kiếp rồi, đúng thì đó thành ra là cuối cùng là quá áp lực đi.